Những ngày hướng về các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ, cán bộ, đảng viên và 100 gương điển hình tiên tiến có dịp tham gia hành trình dày nguồn ý nghĩa tại thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An. Mỗi địa chỉ đỏ, mỗi hành trình dừng chân là bài học về truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Viếng Lăng Bác, tham quan Phủ Chủ tịch, di tích Hoàng thành Thăng Long, Tòa nhà Quốc hội, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An là một số địa điểm mà đoàn đại biểu về nguồn của thành phố Cần Thơ đã đến tham quan. Từ những hình ảnh, hiện vật mỗi nơi đi qua đã để lại cho các đại biểu những cảm xúc khó tả. Chuyến đi thì mang cái tính chất là những gương tiêu biểu yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua thì phải yêu nước. Vì thế cho nên đây là một cái chuyến đi về nguồn, rất là mang một cái ý nghĩa rất bổ ích và đem lại cái khích lệ cho bà con nhân dân ở thành phố Cần Thơ và đem lại một cái tinh thần cao đẹp cho cái mọi người trong đoàn. Trong chuyến về nguồn lần này và có dịp về thăm quê bác, 1 tỷ đồng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã được trao tặng đến tỉnh Nghệ An để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Cùng tham gia với đoàn đại biểu báo công, các nhà báo đã có thêm nhiều cảm xúc và chất liệu để tác nghiệp. Đã được tham gia nhiều cái hành trình rồi, ở còn nhiều nơi như ở khu vực đồng bằng, nhưng mà đây là lần đầu tiên được cùng mọi người để đi ra ngoài phía Bắc. Và trong những ngày qua, đặc biệt qua thăm Lăng Bác hoặc là Tòa nhà Quốc hội hoặc Phủ Chủ tịch, và hôm nay thì đến quê bác thì cảm giác xúc động. Chuyến đi này thì rút ra được nhiều cái bài học cho bản thân, và sau đó thì bản thân mình cũng sẽ cố gắng và cũng vận động gia đình cũng như người thân hoặc những người xung quanh sẽ tiếp tục là học tập rồi noi theo cái tấm gương của bác trong cái cuộc sống cũng như trong công việc. Đây là những hoạt động rất là ý nghĩa, thiết thực, và nó cũng là tạo được một cái dấu ấn trong cái hoạt động của mặt trận cũng như các chức thành viên của các cơ quan ban ngành thành phố trong năm 2023 nhằm tiến tới và kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng qua các hoạt động này thì nó cũng khích lệ, động viên các phong trào hành động cách mạng trong cả thành phố, đặc biệt là thực hiện các phong trào thi đua, có những việc làm cụ thể, thiết thực. Và qua chuyến đi này, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát động các phong trào thi đua để lập thành tích chào mừng 20 năm của thành phố, nhưng đồng thời cũng là phát động các phong trào hành động cách mạng tiếp theo để mà góp phần cho thành phố chúng ta ngày càng phát triển. Hành trình về nguồn ý nghĩa để lại cho các đại biểu nhiều cảm xúc và nhân thêm lòng tự hào, khát vọng cống hiến xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.